Hỡi cơn mưa bao đêm không ngủ, liệu rằng xa cách bao lâu thì tình sẽ cũ. Hỡi cơn mưa bao đêm không tạnh, liệu người đứng mãi trong mưa có lạnh không em. Tiếng ai ca khúc oan cũng sầu, mà sầu ai khéo đông đỏ vừa tròn câu hát. Anh cũng mang một khúc u sầu, mà sầu anh chất kín khoang mây độ huyền hoa. Trời làm gió sẽ cánh chim quyền, mỗi nhịp bước mỗi thước chuẩn truyền. Người gọi mãi, người biết tai than lòng ngủ yên. Người hờn đến mấy cũng được, chẳng về với anh nữa cũng được. Thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương. Anh thật ghét cách chốn đông người, vừa bảo ta hai đứa xứng đôi, giờ vẫn hai người lại bảo ta không phải một đôi. Anh vội bán đôi cánh chim quyền để đổi lấy đôi khóa ly biệt, khóa duyên mình khói kẽ lặng để người ngủ.
sau đây sẽ là một bài hát được mang tên Rời Bỏ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và ngày sau đây sẽ là một bài hát được mang tên Rời Bỏ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Có quyền nói hết những gì để
Voi Bản Gôn và Hương Trang. Wow. Xin chào mọi người ạ. Một nhân vật mà cả mùa 1 và mùa 2 của chúng tôi đều được nhắc tên rất nhiều, đó chính là ca sĩ Hương Trang ạ. Xin chào anh. Chào Trang, lâu quá rồi không gặp lại em. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Anh rất khỏe và hôm nay em rất đẹp. Lâu lắm rồi mới gặp lại em và hôm nay phải nói là không những tất cả những anh chị em đồng nghiệp mà đặc biệt là khán giả yêu mến tiếng hát của em tại Việt Nam thì đây là lần đầu tiên được gặp lại Hương Tràm sau rất nhiều năm. Cho anh hỏi là vì sao Hương Tràm lại chọn The Masked Singer là nơi xuất hiện trở lại? Em có nhớ mọi người lắm không? Bây giờ một từ nhớ sẽ không có thể diễn tả nổi cảm giác của em ngày hôm nay. Mọi người khỏe không ạ? Câu trả lời của mọi người cũng rất là bình thường giống như bao ngày, nhưng mà ngày hôm nay đối với em nó rất là khác thường. Yeah. Em thưa anh, câu trả lời của em rất đơn giản thôi. Bởi vì The Masked Singer là chương trình đã chiếm trọn tình cảm của tất cả khán giả trong 2 năm và Tràm là khán giả cuồng nhiệt nhất của The Masked Singer. Và không có một cái số nào mà khán giả không đoán là em hết. Dù là rất là nhiều mascot đã xuất hiện mà lúc nào khán giả cũng mong muốn là phải gì sau cái lớp mặt nạ đó là Hương Tràm thật sự. Không biết là có bao giờ Tràm nghĩ là mình sẽ tham gia chương trình này không nhỉ? Tràm muốn lắm nhưng bây giờ Tràm lộ hết mặt bây giờ thì có được tham gia nữa không anh? Được chứ ạ. Chúng ta được biết một phiên bản Hương Tràm hiện tại đúng không? Nhưng mà vào nhân vật thì chắc chắn là sẽ hóa thân nè, tính cách nè, giọng ca cũng sẽ có sự biến đổi nữa. Hy vọng rằng mùa 3 chẳng hạn, chúng tôi có được một vinh dự có sự góp mặt của Hương Tràm. Maybe. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.